Tiểu trưởng lão sương hoa của Tây Lương lập hoa tông ngã đại xui xẻo hại chết một vị tiên tử hạ phạm lịch kiếp, bị nàng hạ sinh tử kiếp nguyền rủa, luân hồi chuyển thế, thế thế không được chết tử tế thẳng đến hồn phi phách tán. Đệ tử Thanh Sơn phái đặng băng chỉ đi ngang qua, bổ đau một chút, nhân tiện bị nguyền rủa, thế gian không được chết tử tế. Ở kiếp cuối cùng, bọn họ vì giải trừ sinh tử kiếp, cần truy tìm tiên tử bước chân trợ giúp nàng giải khai tình kiếp, lập địa thăng tiên. Này, ta vẫn rất nghe lời ngươi, cuối cùng ngươi có thể nghe lời ta hay không? Sương Hoa hư nhược nói. Đặng băng nhìn nữ tử trong lòng, mặt trắng như tờ giấy, thất khiếu chảy máu, rung giọng nói. Ta đều nghe lời ngươi. Chương một. Đánh nhau. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Trở lại nguyên điểm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Vĩnh An Trấn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Mành mối hoa sen Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Trồng trọt trảo trùng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Phía sau núi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Mới cốc đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Lên lớp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 9. Chép sách. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10. Thổ lộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.